liên quan đến vụ tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người xảy ra ở tỉnh Đồng Nai, người nhà của nạn nhân đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm minh hành vi của tài xế Đỗ Minh Tân, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bến Tre. Anh THD sống tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nguôi ngoài về sự ra đi đột ngột của anh trai mình. Anh D cho biết gia đình đã lo hậu sự xong xuôi cho anh Tô Hoàng Dũng. Về phía các con của anh Dũng hiện đang sống cùng mẹ. Gia đình cũng đang chờ kết quả xử lý vụ việc từ cơ quan chức năng. Anh D cho biết Chiều ngày 6 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa mời người nhà nạn nhân tới làm việc. Theo anh D, trong trường hợp kết quả xử lý tài xế từ cơ quan chức năng không đủ thuyết phục, gia đình mới làm đơn khiếu nại và mời luật sư vào cuộc để đi đến cùng vụ việc. Anh D cho hay, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tối ngày 28 tháng 8, phía chủ xe có liên lạc với gia đình. Đến ngày 29 tháng 8, thì gia đình tài xế và chủ xe đến thắp hương, đồng thời có thỏa thuận với gia đình để xin giảm án cho tài xế. Anh D cho hay gia đình tài xế có gửi chi phí mai táng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận số tiền này, gia đình cũng viết giấy rõ là tiền hỗ trợ mai táng cho anh trai tôi, chứ không phải để thỏa thuận xin giảm án. Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 28 tháng 8, tài xế Đỗ Minh Tân lái xe tải chạy trên quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành về thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Khi tới cây xăng Viva thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, thì Tân bật xin nhan phải và đánh lái xe vào hướng cây xăng. Cùng lúc này, xe máy do anh Tô Hoàng Dũng cầm lái đang chạy trên quốc lộ 51 tiến tới, hai xe xảy ra va chạm. Cú va chạm khiến anh Dũng bị bánh xe tải cán qua người, cả người và xe máy nằm dưới gầm xe tải. Cán lần thứ nhất, Tân ngồi yên trên xe, không xuống kiểm tra. Sau 5 giây, Tân tiếp tục đạp ga cho bánh xe sau cán lên người anh Dũng lần thứ hai, rồi rẽ vào khu vực cây xăng mới dừng lại. Diễn biến của vụ việc được camera hành trình của xe chạy phía sau ghi lại bằng video rồi đăng tải lên mạng xã hội. Xem đoạn video, nhiều người phẫn nộ, bất bình với hành động của tài xế xe tải. Mới đây, ngày 4 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạm giữ tài xế Tân để phục vụ công tác điều tra. Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã triệu tập các đơn vị nghiệp vụ, báo cáo nhanh vụ việc và tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Biên Hòa thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra củng cố về hành vi giết người của tài xế vụ va chạm giao thông xảy ra trên quốc lộ 51. Mới đây, đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tửa, 44 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hiện đang tạm trú phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm 2022 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023, Nguyễn Văn Tửa đã bán gần 20.000 m2 đất tại ấp Đá Trồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc cho ông PMT, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và nhiều người khác thông qua hình thức lập vi bằng để rồi sau đó chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Qua xác minh thực tế, diện tích đất tửa bán là đất do Ủy ban Nhân dân xã Bãi Thơm quản lý và đất của một số hộ dân khác. Để tạo lòng tin với người mua trước khi bán đất, tửa cam kết là đất của mình không bị tranh chấp, không bị kê biên, thu hồi. Thế nhưng, sau khi nhận đất do tửa chuyển nhượng, ông PMT đến nhận đất và cất nhà thì bị người khác vào ngăn cản. Sau khi tìm hiểu, ông T mới biết mảnh đất ông mua hiện do nhà nước quản lý, không thuộc quyền sở hữu của tửa. Biết bị tửa lừa đảo, ông T đã làm đơn tố cáo tửa gửi đến công an. Khám xét nơi ở của Tửa tại khu phố 4, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra. Mới đây, ông DVD, 70 tuổi, ngụ phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã trình báo công an phường 14, quận Gò Vấp về việc liên tục bị những người xưng là công ty mua bán nợ tới nhà gây áp lực, ép buộc trả tiền. Cụ thể liên tục trong các ngày 20 và 22 tháng 8, nhiều người đàn ông xăm trổ đi xe ô tô có chữ mua bán nợ đất cảng, xưng là đòi nợ tìm tới nhà. Ông D cho biết những người này yêu cầu vợ chồng ông phải trả tổng cộng 4 tỷ đồng từ số tiền vay 200 triệu đồng của ông H. Ông D cho rằng như vậy là cho vay lãi nặng, pháp luật không cho phép và gia đình ông không thể chi trả được. Hình ảnh camera an ninh nhà ông D cũng cho thấy nhiều người đàn ông xăm trổ, đi ô tô, kéo bằng rôn chặn trước nhà với nội dung tố gia đình ông đê lừa đảo chiếm đoạt tiền. Ông đê chia sẻ, họ là hét, to tiếng với vợ chồng tôi lừa đảo, cho con đi học đại học luật để ra trường lừa đảo tiếp. Những người này rất dữ tợn, chặn cửa khiến hai con tôi rất lo sợ, không dám đi học, đi thi khiến tâm lý các cháu ảnh hưởng. Theo ông đê, nguyên nhân là hơn 2 năm trước, vợ ông có vay của người đàn ông tên H ở Bình Dương số tiền 200 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng, sau đó, hai vợ chồng ông D đã nhiều lần thanh toán số tiền khoảng 700 triệu đồng cho ông H. Tuy nhiên, lãi một ngày mỗi cao, vợ chồng ông D không đủ khả năng thanh toán và mong muốn được trả tiền gốc nhưng phía cho vay không đồng ý yêu cầu phải trả từ 2,8 đến 4 tỷ mới xong nợ. Mới đây, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh về thành tích đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thư khen thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào tổ chức đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng trú tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bò Kẹo nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thực hiện, bắt 154 đối tượng, thu giữ 350 điện thoại di động, 120 máy tính cùng nhiều tài liệu vật chứng khác đây là chiến công xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao sự sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh hà tĩnh trong triển khai thực hiện chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia thư khen nêu kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng các tác chiến tích cực giữa công an tỉnh hà tĩnh với các đơn vị nghiệp vụ của bộ các lực lượng chức năng và bộ công an lào góp phần gian đe phòng ngừa phạm tội ổn định tình hình an ninh trật tự củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhiệt liệt biểu dương thành tích trên, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật. Trước đó, hôm 2 tháng 8, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an Hà Tĩnh phối hợp với công an nước bạn Lào đột kích tòa cao ốc ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, bắt giữ 154 người. Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho hay, bộ máy tổ chức tội phạm này rất chuyên nghiệp, do người nước ngoài quản lý, hoạt động xuyên biên giới và lừa đảo trên không gian mạng. Chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tuyền, 42 tuổi, chú quận Thanh Khê, là nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người dân. Thời gian qua, công an liên tiếp nhận tin báo bị đối tượng nam giới cướp giật tài sản, nạn nhân hầu hết là phụ nữ lớn tuổi. Xác minh ban đầu, công an nhận định đối tượng thực hiện hành vi gây án rất manh động, chuyên nghiệp và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Qua điều tra, công an phát hiện Tuyền là đối tượng nghi vấn. Theo công an Đà Nẵng, Tuyền từng có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản. Trong thời gian sống tại Đà Nẵng, Tuyền sử dụng xe máy thay đổi biển số rồi di chuyển qua nhiều tuyến đường trong nhiều khung giờ khác nhau với nhiều biểu hiện bất minh. Đến ngày 4 tháng 9, trinh sát tiếp nhận thông tin Tuyền vừa thực hiện vụ cướp giật dây chuyền của một người phụ nữ đang đi trên đường Cù Chính Lan thuộc quận Thanh Khê nên triệu tập đối tượng để đấu tranh. Tại đây, Tuyền khai đang làm công nhân tại một công ty thép có chi nhánh trên đường Tạ Quang Bửu, thành phố Đà Nẵng. Hàng ngày, trước hoặc sau giờ làm việc ở công ty, Tuyền sử dụng xe máy của bạn gái chạy lòng vòng qua các tuyến đường trên địa bàn các quận Thanh Khê, quận Liên Triểu để tìm kiếm nạn nhân. Khi phát hiện phụ nữ có đeo dây chuyền vàng, lợi dụng sơ hở, Tuyền chạy xe áp sát, nhanh chóng giật tài sản rồi tẩu thoát. Gây án xong, Tuyền thay đổi trang phục, phương tiện, sử dụng thông tin cá nhân giả và nhiều sim điện thoại, điện thoại di động của người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội. Từ tháng 8 năm 2024 đến nay, Tuyền đã thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền vàng. Số tài sản này được Tuyền mang đi bán lấy tiền để sử dụng cá nhân. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an phát hiện hai sợi dây chuyền vàng và một mặt dây chuyền vàng trị giá khoảng 27 triệu đồng. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Dương đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 24 về việc xem xét thay đổi hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Danh, nguyên bí thư tri bộ, nguyên giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh CDC và ông Trần Thanh Phong, nguyên phó trưởng phòng tài chính kế hoạch CDC. Theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Dương, trên cơ sở quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành Danh tại bản án số 29/2024 HSPT ngày 12 tháng 1 của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Danh đã vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Danh không có động cơ vụ lợi, nhiều lần từ chối nhận tiền của công ty cổ phần công nghệ Việt Á và không tham gia vào việc nâng giá test xét nghiệm. Ông Danh đã dám nghĩ dám làm vì sức khỏe nhân dân. Trong quá trình công tác, ông Danh đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen và thành tích như danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Năm 2020, ông Danh được trao tặng danh hiệu Công dân tiêu biểu tỉnh Bình Dương. Tháng 1 năm 2023, thuộc cấp của ông Danh là Trần Thanh Phong, nguyên phó phòng tài chính kế hoạch Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đối với ông Trần Thanh Phong, theo quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Thanh Phong tại bản án số 404-2024-HSPT ngày 17 tháng 5 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, ông Trần Thanh Phong đã có những vi phạm trong việc thẩm định giá và hoàn thiện hồ sơ đấu thầu công ty Việt Á phòng chống dịch COVID-19 tại Bình Dương gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Mặc dù vi phạm nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phong được xác định thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên. Dù không hưởng lợi, không chiếm hưởng cá nhân, nhưng ông đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả tích cực trên tuyến đầu chống dịch. Được biết ông danh và thuộc cấp là trường hợp đặc biệt khi được miễn trách nhiệm hình sự trong đại án Việt Á, trong khi các bị cáo liên quan đều bị tuyên các mức án phạt tù.